cái phiên lần này á. Cỡ nào cũng cãi cũng được, đến yên tâm. Hai gì? Đứa nó kiện nhau là hàng bạn thân của em luôn á. What? Anh Đức với lại Lạc Thành. Bây giờ em tính sao? Bạn thân không? Thôi bây giờ chị tự chỉ định thôi chứ hên xui thôi chứ giờ sao? Chứ giờ chị cũng khó xử lắm thiệt. Quyết định gì đi. Trời ơi, bạn thân mà nó đi kiện nhau nè trời. Em coi chừng á, lần sau có khi hai đứa nó kiện ngược lại em á Thành. Cái gì? Chào mừng quý vị đang đến với Phiên Tòa Tình Yêu. Hôm nay diễn ra vụ kiện giữa hai người bạn thân trong showbiz. Diễn viên anh Đức kiện người bạn thân cũng là đồng nghiệp của mình là diễn viên La Thành. Anh Đức là cái tên khá nổi tiếng trong làng hài với lối diễn hài hước, chân thật. La Thành cũng là một danh hài được nhiều người biết đến với lối diễn đa nhân cách rất độc đáo. Điều thú vị là cả hai đều là những người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời của Trấn Thành. Và đến tận bây giờ, khi cả ba đã có chỗ đứng trong nghề, họ vẫn rất đổi thân thiết, gắn bó cùng nhau. Trong Phiên Tòa Tình Yêu hôm nay, anh Đức kiện La Thành vì đã làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy. Tham gia chủ tọa phiên tòa, nữ thẩm phán quyền lực, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, luật sư đại diện bên nguyên đơn, nghệ sĩ Việt Hương, luật sư đại diện bên bị đơn, nghệ sĩ Trấn Thành, cùng 6 thành viên bồi thẩm đoàn đến từ các ngành nghề khác nhau. Mỗi phiên tòa sẽ trải qua 3 phiên thẩm vấn, nguyên đơn, bị đơn và nhân chứng. Sau mỗi phiên thẩm vấn, bồi thẩm đoàn sẽ bỏ phiếu kín và chủ tọa phiên tòa sẽ là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Rất bất ngờ là tại sao một người bạn mình coi là bạn thân lại ở đây và kiện mình. Cái con người này quá chi tiết, đến nỗi những cái chân tơ kẻ tóc của tôi như thế nào anh ấy cũng có thể bơi ra để mà tìm cái cách quấy rối cuộc sống của tôi. Hả? Có một lần tôi nói với Đức, Đức ơi bạn phải thay đổi. Vì quá thân nhau cho nên anh Đức với La Thành mới dọn về sống chung với nhau. À, tôi xin hỏi bạn là đàn ông cứng không ạ? Ngay từ bước đầu người ta mời anh về ở chung với lý do gì? Tại sao người ta hung anh để yên? Bởi vì cái đó là phải nói là về cái tâm sinh lý. Đức bắt đầu có bạn gái mới thì Đức có những thay đổi. Người ta đang chat với bạn gái của người ta, mắc mớ gì đi ngang hung người ta. Thì khi mà một người con gái đến với Đức như vậy, tôi rất lo. Thưa tất cả quý vị, anh Đức kiện La Thành làm đảo lộn cuộc sống của anh Đức. Bây giờ chúng ta phải xem là câu chuyện nó đi đến đâu. Trong vụ kiện này, La Thành đã đúng hay sai? Hãy cùng bắt đầu phiên xử ngay bây giờ. Thằng này nó thằng xạo quá thẩm hả? Giả rất đặc biệt. Thằng xạo quá này. Thẩm mặt. Chúng ta đang ở tòa án các bạn ơi. Các bạn là những luật sư. Những luật sư bảo vệ cho thân chủ của mình. Ghét quá bạn thân em ghét quá xạo xạo. Xin mời các bạn về chỗ. Hà chào thân chủ. Dạ. Công nhận hôm nay ai làm cho cái tóc thân chủ đẹp quá. Hương ơi, Hương ở bên tòa án. Hương ơi. Đức ơi, bạn thân với La Thành nhiều hơn hay là Trấn Thành nhiều hơn? Thật sự mà nói, về cái mức độ thân thì là anh Đức cảm thấy là mình thân với lại chị Việt Hương nhiều hơn. Tôi biết bạn là diễn viên hài và hài rất có duyên, nhưng mà dường như hôm nay cái hài của bạn nó hơi bị lãng. Tại vì tôi nói rất rõ, tôi dùng tiếng nói sân khấu, tôi nói rất rõ là La Thành và Trấn Thành. Thật sự thì có những lúc Đức thân với Trấn Thành nhiều hơn. Có những lúc thân với La Thành nhiều hơn. Thời gian gần đây bạn thân với ai hơn? Có những lúc thì thân với hai người bằng nhau. Nhưng có những lúc thì tôi không muốn thân với hai người này luôn. La Thành, bạn có cảm thấy rằng á, là bạn có mặt ở cái phiên tòa này là hợp lý không? Thành không cảm thấy hợp lý mà Thành cảm thấy bất ngờ. Rất bất ngờ là tại sao một người bạn mình coi là bạn thân lại ở đây và kiện mình. Và cũng càng bất ngờ hơn vì người bạn thân của người bạn đó là Trấn Thành đây lại đứng ra bào chữa cho tôi. Cũng không biết nói tôi sao. Tôi cũng xin quý tòa hỏi là tôi có được thôi không bào chữa cho bị đơn tôi đâu. Tại sao lại có thể
bất ngờ thì cái điều này mới kiểu mà hoài nghi năng lực của tôi. Và bạn thậm chí mà anh ấy còn chưa hỏi là tôi có muốn bào chữa trên tay hay không. Rồi thôi bây giờ chúng ta vô vấn đề đi. Ok thì đó. Đầu tiên tôi xin mời luật sư của nguyên đơn. Tôi đã có một cái thời gian làm việc chung với ảnh, không phải trong nước, khi ra nước ngoài, cho nên tôi biết được cái anh này cái sự chỉnh chu, kỹ lưỡng và lo luôn cho cái người bên cạnh mình luôn. Ví dụ, Trấn Thành lên máy bay, ngủ hay hả ông? Hey. Tôi phản đối, tôi không hề ngủ sâu đến mức độ này. Đức, phản đối vô hiệu, bởi vì khi bạn ngủ là sao bạn biết là bạn xấu như thế nào? Xin hoàn toàn cảm ơn thẩm phán. Dạ. Không có gì. Trời tại ơi. Vì tôi kể như vậy để tôi nói lên được là cái lòng của anh Đức, cái người mà tôi biết, thì nguyên cả cái máy bay trong chuyến nó toàn nghệ sĩ không, thì ai cũng nhào đến chụp hình để làm nhục Trấn Thành. Riêng anh Đức rón rén chạy tới nói mọi người đừng làm vậy, tại vì bạn Thành quá mệt. Nó có tốt vậy hả? Rất tốt. Và sau khi anh Đức chạy tới mới đỡ cái hàm của Trấn Thành lên. Tại Trấn Thành hả không? Anh Đức đỡ lên. Đó là tôi đang nói lên cái giống như là một cái lời khen ngợi với một cái người chỉnh chu lo cho bạn bè như vậy. Mà tại sao bạn cũng là bạn thân của La Thành mà bạn lại kiện bạn đó là quấy nhiễu cuộc sống của bạn? Là bởi vì sao? Cái con người này quá chi tiết đến nỗi những cái chân tơ kẻ tóc của tôi như thế nào anh ấy cũng có thể bơi ra để mà tìm cái cách quấy rối cuộc sống của tôi. Hả? À. Anh cụ thể đi, anh đừng nói chung chung. Có bao giờ nó đè em giữa đêm phim mà nặng mụn không? Tại chân tơ kẻ tóc mà có mụn như vậy chứ. Chưa vô tới cái lỗ chân lông chị. Dạ. À, chưa hả? Đừng bàn đến nhan sắc. Đây là mình nói tới gì? Sức khỏe, tinh thần cũng như tâm sinh lý phát triển. Đề nghị luật sư đừng có nói bạn thân tôi có mụn. Anh ta chỉ có rổ thôi. Luật sư phải nói được chính xác. Dạ. Xin cho phép nguyên đơn được nói hết cái câu chuyện của mình. Mời anh. Khoan em ngưng chút đi. Thành à, trước khi mà rổ là phải mụn nhiều lắm mới rổ. À không, à mình quay lại đi anh. Mình quay lại câu chuyện. Luật sư. Dạ. Mình quay lại. Làm ơn đi, để cho nguyên đơn người ta nói. Ok. Em bị rổ thiệt luôn. Tụi không thấy mà tụi nó vu oan chị tức quá. Chị mình đừng có bàn vấn đề đó nữa chị. Thì thật sự là có một thời gian vì quá thân nhau cho nên anh Đức với La Thành mới dọn về sống chung với nhau. À, tôi xin hỏi bạn là đàn ông cứng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, tôi muốn khẳng định cho bọn thẩm đoàn biết là hai người đàn ông cứng. Dạ. Dạ. Sống chung với nhau thì không có nghĩa là không cứng. Dạ. Thì cũng trong cái khoảng thời gian đó tôi liên tục bị mất ngủ. Lý do? Bởi vì tôi là một người rất là khó ngủ, hay bị stress, hay bị rất là khó để đi vào giấc ngủ. Nhưng cái thời gian đó La Thành là cái người luôn luôn quấy phá giấc ngủ của tôi bằng nhiều cách. Ví dụ? Chẳng hạn như hai người có một cái giường ngủ chung, tôi và La Thành nằm chung một cái giường. Chỉ nằm chung thôi nhá, em tôi xin nhấn lại chỉ là nằm chung. Không anh có một... càng kể càng bán đứng hai cái. Sao nó kể mấy cái chuyện này giữa tòa thế? Ờ làm sao vậy nhờ? Không để tôi kể là... Lý do tại sao có tiền để mướn nhà ở chung, không mua mỗi người một cái giường, leo lên ngủ chung. Tôi đang thắc mắc hai bạn đi nó làm cái gì á? Bào chữa cho tôi. Dạ dạ đúng rồi. À, dạ, đó đó. Dạ. Rồi thì khi mà ngủ á, La Thành có những cái dáng ngủ cực kỳ xấu, cực kỳ bá đạo, chiếm hết toàn bộ diện tích của một cái giường chiều ngang 1m6, chiều dài 2m, khiến tôi không thể nào nằm ngủ thoải mái trên cái giường đó được. Tôi yêu cầu anh ngủ lại tư thế đó. Đúng rồi. Và tôi nói là hai bạn không có nên mua cái giường 2m. Hai bạn mua cái giường 1m8 chiều dài là vừa rồi. Hai bạn đâu có ai cao đâu. Bởi mà làm sao ngủ chị được ơi, hết. Chị, nếu mà nói vậy chị mua cái giường 1m4 thôi chị. Chị không có mua giường 1m4. Chị mua giường con nít chị nằm cho nó đỡ tốn tiền. À, nha. Dạ vậy. Bây giờ là cuối cùng là em có bào chữa cho... Không phải, tại vì em muốn xác thực. Tại cái cậu này rất là chỉnh chu. Mà tại sao cái người kia ngủ như thế nào nham nhở mà em phải... Giống như em phải nép, phải nén như thế nào. Hiểu không? Kẹt, cúm, co cụm vô một góc. Về những cái dáng ngủ của La Thành, em xin cam đoan trên thế giới này rất ít người có thể làm được. Tôi không cần biết, anh phải tái dừng lại tôi mới tin. Nói có sát mắt có chứng. Tôi nói chẳng hạn như là cái thế ngủ vô cực. Có thể... Thế ngủ vô cực? Đúng. Anh giải thích rõ hơn về điều đó. Trấn Thành có biết cái dấu hiệu vô cực không? Số 8. Đúng rồi.
Dạ, đây, dáng ngủ vô cực. Khám phá có thể nhìn thấy rõ. Anh có thể ngủ một cái thế xấu xúc phạm người nhìn như vậy. Cái dáng ngủ tiếp theo tôi có thể nói ở đây, không có ai có thể làm được đâu. Đó là thuyền buồm vươn cánh vượt ra đại dương. Đây, chính xác. Dạ, mời bà thẩm đoàn. Tôi đố ở đây quý vị có thể ngủ được cái thế đó mà. Chân quéo cái này cò qua cái tay này, kẹp vô đây, cái tay thọt vô đây. Kẹp thọt, kẹp thọt, kẹp thọt. Không thể nào làm được. Thì cái diện tích còn lại ở trên giường tôi có thể nằm. Tôi nằm như con tôm vậy hả quý vị? Tôi phải cong vậy để cái khúc này, cái khúc đầu gối chọt ra nè. Tôi không ngủ được. Làm sao mà ngủ được cái dáng đó. Tư thế ngủ bá đạo chiếm gần hết cái giường như thế này khiến anh Đức bức xúc cũng phải thôi. Vậy thì tại sao anh không ngủ được? Anh không đập ảnh vậy. Mỗi lần đập vậy, Thành có thể bật bắn vậy. Sau đó nói một cái gì không có liên quan, không hiểu và nằm tiếp một cái dáng khác bành trướng hơn. Tôi hỏi thật nha, tại sao cho đến thời điểm này vẫn chưa có vụ án mạng nào xảy ra với cái tình trạng này? Sao kỳ vậy? Lâu lâu tôi lén lén thấy được cái thế ngủ nào đó mà chừa được khúc tôi có thể nằm vô. Tôi nằm vô thì lại bị những cái tiếng ồn đánh thức. Cái tiếng ngáy của La Thành, cái tần số ngáy đó nó không có vô với đâu mà cái decibel lúc cao lúc thấp nghe chói lỗ tai lắm. Ngáy có thể là thì người ta thường nói là mệt quá thì mình ngủ thường hay ngáy lớn. Có nhiều người không ai mệt gì vẫn ngáy. Đó là nghệ sĩ Chí Tài. Tôi đã từng đi diễn với ảnh ở bên Úc. Và chúng tôi đã được những người tiếp tân, reception đập cửa của phòng chúng tôi để yêu cầu làm chứng là đi qua phòng của Chí Tài. Vì khi ảnh ngáy, ảnh có cái hành động rất lạ, đó là 30 giây sau vẫn chưa thả ra. Thì lúc đó hoàn toàn náo loạn, là tưởng chết rồi. Đứng hồi hộp tất cả nhìn thẳng vô cái giường của anh Tài làm gì. Thì ba đúng 30 giây sau hoặc là 28 giây bắt đầu ảnh thả, mà ảnh thả rất từ từ. Cho nên đối với tôi nghĩ là thân chủ tôi nói đúng. Anh là ngái bất chấp, ngái không nể nang cái người ngủ bên cạnh, làm gây ảnh hưởng tổn thất tinh thần của thân chủ tôi, chứ không phải là anh mệt quá mà anh ngái. Dạ, tiếp tục. Hết ngủ giờ tới ăn. Ăn. Tôi là người phụ trách nấu. Tôi phụ trách nấu nướng. Tôi nấu luôn chừa cái phần đó ăn. Có thể là trong một ngày mình bận rộn quá mà mình có thể nấu ra để có thể ăn luôn được cả buổi sáng, buổi chiều, hoặc là ăn luôn cả buổi tối. Nhưng mà đôi khi chỉ ăn được một bữa thôi. Là tôi quay qua tới chiều là hết đồ ăn luôn rồi đó. Là ý là nói ăn hàm hồ vô ý. Ăn hàm hồ, ăn hồ đồ. Dạ. Ăn không nể nang gì ai hết á. Tôi đã thấy rồi. Và cũng như là thẩm phán đã biết là chúng tôi là những người đồng nghiệp có thể gặp nhau. Và tôi có lén lút làm một cái live show. Thì tôi có mời anh ấy tới. Thì đồ ăn mà, nghệ sĩ thì rất đông. Cho nên tôi mua các khay đồ ăn. Gần 10 khay. Thì ảnh đi rất trễ. Bị gì tôi không biết, trong lúc ngủ rồi ngái rồi mệt ở đâu. Thì anh ta tới, trời đồ ăn ngon quá. Chị Hương mua nè. Và cái tay sau khi liếm múc 8.000 lần thì cái tay nước miếng đó ảnh đã chọt vô cả 10 cái khay đồ ăn, móc liếm múc, sau đó đi luôn đi là người ta còn dám ăn. Ổng trở lại, này ngon nè, đồ này chua quá, Dương ơi, này béo cái gì, cái này cái làm vòng nữa. Và 10 cái khay đó sau khi anh đi từ đầu này tới đầu nọ không còn ai ăn nữa. Dạ, chốt là cái chỗ cuối. Ủa chị Hương không ai ăn hả? Ê, lấy bịch gom vô, rồi 10 bịch đem về xong luôn. Dạ. Lại thêm cái nết ăn quá đổi kỳ cục, làm sao để phản biện lấy lại hình ảnh cho mình được đây hả La Thành ơi? Điều đó hoàn toàn chính xác. Nó nói gì đây? Nãy giờ ngồi cười như coi kịch, nhưng nói gì đây? Luật sư mà không bên đứng coi cười không? Ăn thịt cái luôn đi, ăn thịt cái luôn đi. Nói gì đi nãy giờ? Quá bức xúc khi bị bạn bè bêu rếu hết tật xấu này đến tật xấu khác ra giữa phiên tòa, La Thành đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, quay sang nổi cáu luôn với cả luật sư biện hộ của mình. Mà không hiểu La Thành nổi cáu là do bị nói trúng tim đen hay do bị oan đây ta?
Tôi thì tôi không được nói đúng rồi, mà bây giờ đúng rồi tôi. Chưa hết. Đang kể chuyện vui như là trảy hội. Trời ơi, đây là cái phần người ta thẩm vấn nguyên đơn. Lát tới mình nói. Chưa làm hết gì mà bị đơn à lên. Bạn hết sức bình tĩnh. Bởi vì trời ơi, bạn cứ nghe tôi giết con nhỏ này rồi. Nè, tôi hiền quá mà. Tôi hiền quá mà. Tôi khuyên bạn, tôi chỉ cho bạn cái cách nè. Bạn nghe đi, bạn thấm và bạn tích lại để một chút xíu nữa bạn bùng phát ra, bạn có hiểu không? Thưa quý tòa, là tôi đang đứt thấm và càng thấm thì càng nhục chứ không có biện hộ được gì. Nhưng mà chưa tới lượt của bạn. Trời ơi, đó là nguyên tắc. Sợ. Trời ơi. Ê, chừa đường cho lát tôi cãi nữa nghe chưa? Ngoài cái đó sao mà còn cái chuyện ý thức sống nữa. Kính thưa quý tòa, một chai nước rửa chén thông thường khoảng chừng 500ml, quý tòa có thể sử dụng trong vòng nửa tháng, tháng. Đối với anh ta rửa hai lần hết một chai nước rửa chén. Trời ơi, nó phá chứ nó rửa cái gì. Cái này là phá của chung. Và thí dụ như là kem đánh răng, mua một chai, sáng nay đánh một tiếp. Đúng rồi, một tiếp, tối đánh. Qua sáng làm sao, hết trơn luôn. Ăn hả? Ăn cái gì mà cái tiếp kem người ta mà đánh có hai lần mà hết. Kem đánh răng hay là kem tươi mà ăn dữ vậy. Dầu gội đầu, mua một chai, vài ngày là hết. Tại sao? Hỏi sao vậy? Tại vì một cái chai dầu gội đầu đó anh ta sử dụng cho nhiều công dụng. Vừa gội đầu, vừa tắm người, vừa giặt đồ luôn. Hả? Dạ. Tại sao một cái thứ động vật vậy không đem đi hủy diệt nhân đạo từ sớm đi? Anh để nó tồn tại tới giờ này để anh đem nó ra anh kiện. Kính thưa quý tòa. Dạ. Anh ta có thể giận bất chấp. Vì cái chuyện mà ở chung với nhau thì gọi là đưa bạn gái về nhà là mất lịch sự. Nó là chuyện... Đúng rồi, tôi không có thể nào mà nói đây, đúng không? Dạ, đừng dạ. Đừng nói, đừng có khơi ra kỳ lắm. Dạ. Dạ, tôi chỉ có thể lâu lâu tôi gọi điện thoại hoặc là có thể gọi video call để có thể thấy mặt nhau. Dạ. Và thì những lúc đó là Thành cứ lãng vãng ở sau lưng. Dạ. Và thường là những lúc đó là... Cởi trần. Cởi trần. Dạ. Dạ. Đi mặc qua đi lại. Mặc cái quần xà lõn. Dạ, mặc cái quần xà lõn. Đi qua đi lại và lâu lâu nhìn vô màn hình. Thấy lúc mà tôi với bạn gái tôi có những ánh mắt trìu mến nhất thì La Thành có thể đột ngột hôn tôi. Bị đơn đã hoàn toàn suy sụp với những chứng cứ mà bên nguyên đơn cung cấp. Có lẽ đây là thử thách vô cùng cam go mà luật sư Trấn Thành phải đối mặt khi nhận bào chữa cho thân chủ mình. À, tôi đề nghị anh Trấn Thành, anh là luật sư, anh nên ngửa mặt. Cô cứ cho tôi suy sụp một phút. Mà ngày tôi có thể nói là La Thành là một người rất là nhây. Yeah. Và có những đêm anh ta luôn luôn gây làm ảnh hưởng thị giác và sự phát triển tâm sinh lý của một thanh niên đang trưởng thành như tôi. Có những lúc tôi đang ngủ, tôi mở mắt dậy, anh ấy khều nằm kế bên, đang ngủ say bị khều là khó chịu rồi. Khều, khều hoài vậy đó. Chừng nào tôi quay qua là thôi. Và khi tôi quay qua, anh ta có thể làm những cái gương mặt rất là gợi cảm. Ví dụ? Ở trần và quấn một cái khăn ngang người nhỏ, nhỏ xíu vậy, kiểu như là... Đó. Nó nghe nè cưng, chị em tả ngồi chị thấy ở với La Thành thú vị chứ. Vui à. Em như hoạt hình vậy. Có một chuyện hoài đúng không? Ê, dạy hoài, coi, lá thể. Đó, còn có những lúc mà ảnh hưởng tới tâm sinh lý của tôi đàng hoàng. Tại vì tôi rất là khó ngủ. Sống chung với một người bạn mà bây giờ là tôi thấy anh ta như đang điên lên rồi. Ồ, điên lên luôn. Cảm ơn luật sư của bên nguyên đơn. Bây giờ nè, tôi xin mời luật sư của bên bị đơn. Mấy mình xử thua liền luôn, qua phiên tòa 2 được không? Hỏi gì? Chưa mà, còn bao chữa mà. Tôi biết là bạn đang rất tuyệt vọng, nhưng mà bắt buộc bạn phải làm. Tôi nói vậy thôi. Một luật sư chuyên nghiệp như tôi là phải vào việc thôi. Anh Tài Đức, anh có bệnh trong người không? Hỏi muốn đánh ghê trời. Trời ơi, anh cứ trả lời tôi có hoặc không. Anh có bệnh trong người không? Thì lâu lâu vẫn bị cảm sốt bình thường. Tôi thấy anh đẹp ra nhiều so với trước đây. Tóc anh bắt đầu Hàn Quốc dần. Nó quắn nhẹ theo thời gian. Anh có thời gian đi tỉa tót, làm một bộ tóc mới, màu nâu. Mọi người thấy hôm nay anh Đức có đẹp trai không ạ? Đẹp trai. Ở đây bao nhiêu người nhìn thấy nhân vật này có dấu hiệu bị stress trong cuộc sống, giơ tay ạ? Tôi có nghiên cứu về cái bệnh stress. Không có ai đánh phấn dày vậy đó. Tại thời gian này. Anh nhìn đi. Không những đánh phấn dày mà còn tạo khối màu đen. Đánh rất đậm để che bớt đi phần nọng nhẹ của anh ta.
Đó là do thân chủ tôi đó thưa quý vị. Từ ngày thân chủ tôi bước vào cuộc đời của anh ta đã làm cho anh ta nhìn có vẻ ra con người hơn hả? Ủa chứ trước đây thân chủ tôi không phải con người hả? Không phải. Tôi đề nghị luật sư của bên bị đơn anh phải giải thích rõ cái câu mà anh vừa nhìn nói. Nhìn ra một nhìn con người. Nhìn ra con người không? Thì trước đó anh Đức là con gì? Tôi chưa nói hết câu, mọi người đã quy chụp tôi rồi. Tôi nhìn... sốc giùm cho. Từ ngày thân chủ tôi bước vào cuộc đời của anh ta đã làm cho anh ta nhìn ra một con người hiện đại hơn hả? À, thì ra La Thành cũng đã có công trong việc vực dậy vẻ bề ngoài vốn dĩ rất khiêm tốn của anh Đức, giúp anh Đức ngày một thời trang hơn, tự tin hơn và diễn xuất cũng ngày một duyên hơn. Vậy thì người bạn này cũng đáng yêu đó chứ, anh Đức nghĩ. Tôi hỏi anh, anh diễn tả một con người như một cái thứ gì ở trên trời, nó giáng xuống đài đỏ, nó hành hạ cuộc sống anh, nào là ngủ hết cái giường nó sáo, nào là đè anh hồi kim tự tháp, nào là vô cực các kiểu. Ủa tại sao anh chịu đựng? Tại sao Trấn Thành lại làm được những cái hành động ngủ giống như La Thành? Chẳng lẽ các bạn những người tên Thành đều rất là dẻo dai à, đó là cơ thể trời phú cho họ. Vậy là có nghĩa một ngày nào đó em sẽ được Harry kiện Trấn Thành ngủ xúc tới xẻ. Ngày đó đi rồi anh tính. À dạ. Tôi hỏi anh sống với người ta bao nhiêu lâu? À, tính luôn cả thời gian sống rồi chia ly rồi lại tái hợp thì đâu cũng khoảng gần 2 năm. Tại sao 2 năm trời qua anh vẫn chịu đựng? Anh chịu đựng vì cái gì nhỉ? Bởi vì tính tôi là một người có lòng bao dung. Ừ. Nếu bao dung thì đâu có ra phiên tòa này. Bao dung mà lôi nhau ra tòa kiện à? Bao dung chứ đâu phải bao lô trọn đời hả? Dạ. Bao dung một thời gian nào đó không phải bức xúc không thèm bao dung nữa chứ. Đến một lúc mọi thứ nó dồn đến dạ, cái cực đỉnh rồi. Anh đứng đây anh khẳng định đi, anh không có tình ý với thân chủ tôi hả? Chính xác là không. Tại sao anh ta hung anh để yên? Tại sao người ta ôm anh trong một trạng thái lõa thể mà anh để yên? Tôi đang hoài nghi con ghệ bên đối phương của điện thoại của anh là nam hay nữ. Tôi đang muốn chứng minh một điều. Lúc này anh hỏi câu gì? Tôi hỏi là người ta có tình ý anh không? Đúng. Tại sao hung mà không phản ứng? Đúng. Đây, nè. Đó, mày. Lợi dụng là hung tôi cả thằng bác. Bị đơn và luật sư của mình đã tái dựng hiện trường để minh chứng cho mọi người thấy rằng anh Đức trước đó đã rất thích thú với những trò chọc ghẹo của La Thành chứ không hề tỏ thái độ phản đối như anh Đức đang nói ở phiên tòa này. Phản ứng của một người đàn ông khi mà bị hung là phải phản kháng mạnh mẽ với cái điều đó. Tại sao anh vẫn chấp nhận, anh chịu đựng? Bởi vì cái đó là phải nói là về cái tâm sinh lý. Đấy cái đứa nào nó dai là... không phải anh thỏa thuận được với điều đó và trong ánh mắt của anh hồi nãy lúc kể anh có sự khoái cảm, môi anh run bần bật, lỗ mũi anh nở phình ra. Ông không không đây mụn của anh bắt đầu căng lên. Đừng nói vậy, cái đó không phải là khoái cảm. Chứ đó là gì á? Do cái cấu tạo của cơ thể tôi. Anh nhìn thân chủ tôi râu còn chưa kịp cạo bị người ta kiện, bản thân mình một cái người mình đối xử như vậy kiện mặt mày trao giáo, đeo mắt kiến còn không có trầm nguy cơ mù mắt như chơi. Anh nghĩ đi hả, có trong khi anh thân dài thất rộng 5-10 thước cao, anh đẹp trai như vậy, anh còn có thời gian anh đi mua nhẫn, anh xỏ lỗ tai, anh đeo mắt cái vòng mà toàn ten như vậy có phải dành cho đàn ông hay không? Một người đàn ông thuần túy ai mà đeo như vậy? Làm gì có hai người đàn ông thẳng ở chung nằm trong một cái giường. Tôi phản đối. Mà người ta nằm 3/4 cái giường mà mình vẫn chấp nhận. Tôi hết câu hỏi. Tôi ngoài những chuyện này ra tôi còn bị làm phiền trong cái cuộc sống rất là nhiều. Tôi nói thẳng cho anh nghe, anh đừng có đưa hình người ta ra ngủ. Người ta ngủ mới xấu, còn anh không ngủ anh cũng đã xấu rồi. Anh nhìn đi. Tôi phản đối. Tôi yêu cầu phiên tòa này không đụng đến nhan sắc nữa. Phản đối hữu hiệu, phản đối. Thân chủ của tôi không có xấu, chỉ có thấy ghê thôi. Tôi phản đối. Có thể đưa bà luật sư này đi chỗ khác luôn được không? Lúc giận nó không có kiềm chế đó. Cái bỏ mày vậy ra đó. Luật sư yêu lắm. Cái mặt cưng dễ sợ. Tôi chỉ ước có tiền mua nó về nuôi. Luật sư hả? Trời ơi.
là bạn nhận xét có đúng đi chăng nữa. Bạn không được quyền làm như vậy. Bạn không được quyền, bạn hiểu chưa? Bởi vì người ta là tân chủ của bạn. Trời ơi, Đức ơi, mắc cười, mắc cười quá. Tôi xin lỗi bạn. Cho tôi yêu cầu bộ phận cấp cứu. Trời ơi, đau tim rồi. Quý vị ơi, chúng ta nên nghiêm túc trong phiên tòa. Tôi xin nhắc lại. Xin lỗi. Ok. Sau khi cái phần thẩm vấn nguyên đơn của hai luật sư, thì phiên tòa của chúng ta tràn ngập tiếng cười. Nhưng mà trong cái tiếng cười đó nó có cái nỗi đau của nguyên đơn. Tôi hiểu, tôi rất hiểu bạn. Và bây giờ xin mời nguyên đơn trở về chỗ ngồi của mình. Chúng ta sẽ giải lao trước khi nhận được kết quả của bồi thẩm đoàn. Trong phiên thẩm vấn đầu tiên, anh Đức đã cho cả phiên tòa thấy được những nỗi bức xúc mà La Thành đã gây ra cho anh ấy. Liệu bồi thẩm đoàn có hoàn toàn bị thuyết phục với những chứng cứ này không? Hãy cùng chờ xem nhé. Chào mừng sự trở lại với phiên tòa tình yêu. Và bây giờ chúng ta đã có kết quả của bồi thẩm đoàn. Xin mời bạn. Cảm ơn bạn. Kết quả như sau. Kết quả như sau. Anh Đức, bạn được 4 phiếu đồng thuận của bồi thẩm đoàn. Và La Thành, bạn được 2 phiếu. Vậy là đại đa số các thành viên trong bồi thẩm đoàn đã đồng cảm với nỗi bức xúc mà anh Đức phải gánh chịu. Vì thế mà số phiếu bình chọn đã nghiêng nhiều hơn về anh Đức. Quả là ở phiên thẩm vấn tiếp theo sau đây sẽ là một thử thách rất lớn cho La Thành và luật sư của mình. Liệu bên bị đơn có xoay chuyển được tình thế bất lợi này không nhỉ? Tôi mong La Thành bớt quấy rối cuộc sống của tôi. Mời luật sư của bị đơn. Luật sư có ngại để tôi hỏi cô vài câu hỏi không? Dạ không ngại. Cô nghĩ thân chủ của tôi là một người như thế nào? Riêng về mặt nghệ thuật thì tôi thích cái quái của La Thành, cho nên tôi mới mời anh ta vào live show của tôi. Có phải luật sư mời anh ta vào là vì quý cái tài năng của anh ta không? Đúng vậy. Có phải vì ở ngoài đời anh ta là một người rất thông minh và rất là làm cho mọi người vui vẻ khi anh ta có mặt không? Tôi không biết khi anh ta trước đó có làm cho người khác vui vẻ hay không, nhưng anh ta làm cho tôi cảm thấy là anh ta tạo cảm hứng vui vẻ cho những người khác. Luật sư Trấn Thành đã chứng tỏ cho mọi người thấy bình thường thân chủ của anh là một người rất vui vẻ, hoạt bát và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Thưa quý vị, thân chủ của tôi bản chất là một người đàn ông thích làm cho người khác vui. Đó là cái cuộc sống của anh ta, đó là cái đam mê của anh ta, đó là lý do vì sao anh ta là một diễn viên hài. Đó là lý do vì sao mà anh ta giữa bao nhiêu con người được mời về ở chung với thân chủ bên này để rồi một ngày bị kiện ra tòa. Tôi hỏi anh, ngay từ bước đầu người ta mời anh về ở chung với lý do gì? Tôi phản đối. Tôi đề nghị luật sư đừng có bơm cảm xúc cho thân chủ của mình. Tôi chỉ là một người. Anh không cần tiếp viện, đây là một diễn viên giỏi. Anh không cần bơm cảm xúc. Tôi chỉ hơi xúc động nhất thời thôi. Mày đừng có xạo, thằng kia đừng có xạo, khóc cái gì? Tôi phản đối là bây giờ bên nguyên đơn là chửi thân chủ tôi bằng thằng, bằng mày cái này. Phản đối hữu hiệu, đề nghị nguyên đơn phải giữ gìn cái ngôn từ của mình. Trời ơi trời, cái gì? Xúc, dạ. Trong phiên tòa mà tôi xin lỗi Đức. Thật xin lỗi Đức. Quý vị thấy rõ ràng. Vừa nói là người ta còn xin lỗi ngược lại, mà trong khi đó kêu người ta bằng thằng mà cũng không biết không lỗi phải. Quý vị thấy là cái sự ăn hiếp của bên nguyên đơn nó như thế nào so với bị đơn? Anh ta là cái người luôn luôn tạo dựng những cái hiện trường giả, hoặc là tạo những cái cảm xúc giả khiến cho người khác luôn luôn hiểu lầm về tôi. Anh cứ bình tĩnh đi. Nhưng mà bây giờ nè, người ta đang chat với bạn gái của người ta, mắc mớ gì đi ngang hôn người ta. 2 năm nay Đức không có người yêu. Và mọi người cũng nhìn thấy hình ảnh ngoài ở Đức thì Đức không phải là đẹp trai. Đức không điển trai. Nãy giờ
Thì khi mà một người con gái đến với Đức như vậy, tôi rất lo. Tôi không biết người ta có đến với Đức thật lòng hay không. Nên tôi thường canh những khoảnh khắc đó để tôi thử lòng bạn gái. Nếu như mà yêu thật thì cô gái đó sẽ không dễ dàng buông bỏ. Xuất sắc, không còn câu trả lời nào tốt hơn như vậy. Chỉ có những người bạn thân mới hiểu cho nhau được. Thì ra sợ bạn mình bị tổn thương trong chuyện tình cảm mà La Thành đã có hành động kiểm chứng tình yêu, giúp bạn mình một cách hơi kỳ lạ. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh ấy đã dành cho người bạn của mình. Rồi tại sao chia tay? Rồi tại sao quay lại? Ai là người đề nghị quay lại? Vẫn là Đức. Vẫn là Đức. Quý vị nghe rõ ràng rồi đó. Khi quay lại vẫn là Đức. Kêu anh về ở, đề nghị anh đầu tiên đúng không? À. Quý vị ơi, kêu người ta về ở. Tôi thằng bạn thân nhất của nó không bao giờ nó kêu tôi về ở nhà nó được một bữa. Ghé thăm nhà nó còn có. Kêu Thành này về ở chung. Quý vị ơi, kêu về ở chung mời về đó. Kể từ khoảng thời gian gần đây là một tháng nay thì Đức bắt đầu có bạn gái mới. Thì Đức có những thay đổi, tôi cũng không hiểu tại sao mà Đức lại phản ứng với tôi nhiều cái nó hơi quá đáng. Quá đáng lắm luôn á. Quá đáng lắm luôn á. Cho tôi hỏi thêm một chi tiết nữa. Là trước đây anh Đức có phải là người vui vẻ hoạt bát không? Không. Anh ghẹo anh ta vui như vậy là vì anh muốn làm cho cuộc sống anh ta thay đổi vui, vui vẻ hơn đúng không? Có một lần tôi nói với Đức, Đức ơi bạn phải thay đổi thôi, bạn không thể nào sống cái kiểu mà bạn là diễn viên mà bạn không cởi mở. Chứ phải là ông cụ. Đúng như ông cụ non, không được. Nên hàng ngày trong cuộc sống thì Thành muốn tạo một cái sự quạt náo, muốn tạo một cái sự vui vẻ cho Đức. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu trong lúc ngủ cũng vậy, Thành muốn làm mọi thứ cho Đức có một cái phản xạ nhanh của một diễn viên. Của người cơ bản bình thường. Của một con người bình thường, linh động. Linh động hơn. Đúng. Đó. Anh thấy cái điều anh làm có hữu hiệu không? Anh Đức có diễn giỏi hơn không? Có duyên hơn không? Càng ngày thì những điều Thành nghĩ càng đúng. Và những điều Thành tác động vào Đức thì càng ngày Đức càng khá hơn. Tôi diễn chung tôi thấy anh Đức càng ngày càng duyên dần lên. Luật sư khẳng định giùm tôi một câu, anh Đức có càng ngày càng duyên hơn không ạ? Duyên dạ. Đúng không? Thẩm phán tôi cũng có thể làm chứng. Anh Đức càng ngày càng tự tin, càng hoạt bát và càng có duyên hơn. Đó là từ đẹp hơn nữa. Vậy là nhờ có La Thành tác động mà tài năng diễn xuất của anh Đức ngày càng tự tin tỏa sáng hơn. Rõ ràng đây là một trong những đôi bạn cùng tiến. Ấy vậy mà ngày hôm nay lại bị cho rằng đó là quấy nhiễu làm đảo lộn cuộc sống. Thì tôi không biết phải nói được cái lời lẽ như thế nào. Có thể mình làm những gì tốt, chưa chắc người ta trả ơn cho mình đâu, bạn hiểu không? Thưa quý tòa, thưa luật sư, mình không có hy vọng gì cả bạn ạ. Trong phiên tòa này tôi có thể thua cũng được. Không sao. Nhưng bạn tôi tốt là được. Đúng vậy. Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay. Tôi hết rồi, hết rồi. Cảm ơn luật sư của bên bị đơn. Và bây giờ xin mời luật sư của Nguyên Đơn. Chào em. Dạ. Việc trước tiên, thân chủ của tôi được dí vào là ham hố, là mê người này để mà đón về ở, mê bạn rồi thức để mà chụp hình. Thì tôi xin thẩm phán mở tấm hình cuối cùng lên khi anh ta ngủ. Dạ, dỡ lên ạ. Khi anh ta ngủ, anh ta có chủ đích hoàn toàn. Đó là một sự đùa giỡn của những thằng đàn ông ở chung. Khi anh ta ngủ, anh ta có cầm cái điện thoại. Có đúng không ạ? Ngủ cầm điện thoại để làm gì? Để một chút hồi ghẹo giỡn canh cái thằng bạn mình nó ngủ. Mấy thằng trai hay canh nhau, mấy người bạn thân thường canh nhau. Và anh ta hoàn toàn có thể đợi thân chủ của tôi ngủ và chụp hình lại, chúng tôi có bằng chứng. Đây, trong khi anh Đức ngủ thì La Thanh cũng chụp được anh Đức. Anh Đức ngủ cũng rất xấu. Tôi phản đối, cái này nó có liên quan gì? Vì hồi nãy thân chủ của tôi bị buộc là gán ép, có ý đồ thích thú để mời La Thành về ở chung, rồi thích thú với cái sự ôm hay gì, tôi chưa kể tới. Tôi muốn khẳng định một lần nữa với thân chủ tôi là anh cũng thích anh chụp người ta. Và điều đặc biệt là khi anh chụp hai thằng bạn ngủ chung đó là chuyện bình thường, tôi thấy đàn ông ngủ chung, trong khi anh La Thành lại thích cười, đúng không? Bằng lập luận của mình, luật sư bên Nguyên Đơn đã đưa ra bằng chứng cho thấy La Thành luôn trong tư thế sẵn sàng chọc ghẹo anh Đức mọi lúc, mọi nơi. Điều này đã khiến cho anh Đức luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi vì lúc nào cũng trong tâm thế đề phòng người bạn cùng nhà. Tôi mời anh ra tái dựng lại hiện trường. Anh phải nằm đúng được cái tư thế đó. Nằm xuống đây.
Tôi mời anh Đức. Không, cái này tôi, là tôi mời anh, tôi mời anh ra đây nằm. Lúc bệnh. Anh mời ra đây, tôi mời ra đây. Nằm xuống đàng hoàng. Đó. Méo giò lên. Banh càng ra. Đúng. Lý do gì truyền nước biển mà truyền chung? Bộ truyền khuyến mãi hả, mua một tặng một. Tôi đang vẫn không hiểu luật sư bên kia đang nói gì và hỏi gì ạ. Dạ vâng, tôi cũng chưa hiểu. Tôi chưa biết cô ấy đang làm gì luôn á. Vậy thì cho biết là nếu như La Thành bệnh, Đức hoàn toàn chia sẻ truyền nước biển chung luôn cho nó vui. Hoặc là anh Đức bệnh, La Thành cũng có thể hoàn toàn truyền nước biển chung luôn cho nó vui. Truyền nước biển nào, truyền ở nhà cô. Đây. Luật sư ơi, khoan. Nãy giờ cho nói một cái. Nói. Bệnh là bị lây. Lây hai đứa bệnh chung chứ tự nhiên nó chuyện mắc mớ chuyện chi luật sư. Thì đó. Không, không. Ủa hai thằng bệnh cảm luôn hả? Bị đúng rồi, bị sốt siêu vi cái ở chung bị lây. Rồi chuyện nước biển luôn hả? Rồi hai đứa chuyện chung luôn. Thì sao bay ngu vậy, tao nói không đúng thôi, tự nhiên nằm chi. Ngồi vậy đi. Trời ơi, gì vậy? Thì ai mà biết, tao thấy tấm hình này tao định dựng lại hiện trường. Rồi mày khai rồi cảm ai mà biết đâu. Dạ, xin lỗi anh. Dạ. Không có thấy chuyện nước biển tưởng vui, tưởng mua một tặng một, ai biết đâu. Tập trung, nghiên cứu kỹ. Không có thấy vui mày, có hình vui chứ. Có lẽ vì nhìn thấy hình ảnh ngộ ngộ khi cả anh Đức và La Thành cùng nằm truyền nước biển tại nhà mà luật sư bên Nguyên Đơn đã vui quá mà bị rối rồi phải không? Vô lại chị, vô. Chết quá. Vô chị. Vậy là chắc tôi không còn câu hỏi gì nữa. Dạ, cảm ơn bà thẩm đoàn, cảm ơn thẩm phán. Ủa? Chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút để chờ xem cái hội ý của bồi thẩm đoàn như thế nào. Sau phần thẩm vấn bị đơn, các thành viên trong bồi thẩm đoàn cùng nhau thảo luận để đưa ra kết quả bình chọn. Với những nỗ lực trong việc đưa ra nhiều lập luận xác đáng, luật sư bên bị đơn liệu có thành công trong phiên thẩm vấn này không? Hãy cùng chờ xem nhé! Xin chào mừng đã trở lại với phiên tòa tình yêu. Và để không mất thời gian của mọi người, chúng tôi ngay bây giờ muốn biết ý kiến của bồi thẩm đoàn như thế nào ạ? Cảm ơn bạn. Kết quả chúng tôi nhận được tỷ số bây giờ là 2-4. Số 2 sẽ thuộc về ai? Số 4 sẽ thuộc về ai? Và sau đây là kết quả của bồi thẩm đoàn dành cho anh Đức là 2. Và số 4 đã thuộc về La Thành. Gì vậy? Tao cũng làm kỳ vậy? Chấp nhận. Bỏ. Sao quay lẹ vậy? Hồi nãy đang chấm tôi 4 mà. Kỳ quá. Ở phiên thẩm vấn thứ 2, bên bị đơn đã lội ngược dòng thành công bằng những chứng cứ thuyết phục. Luật sư bên bị đơn đã chứng minh cho bồi thẩm đoàn thấy được những điểm tích cực của La Thành trong việc mang đến những thay đổi tốt đẹp hơn cho anh Đức. Vì thế mà bồi thẩm đoàn đã nghiêng hẳn số phiếu bình chọn về phía La Thành. Tôi muốn anh Đức cởi mở, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đến với phần thẩm vấn nhân chứng để đến gần hơn với phán xét cuối cùng của phiên tòa. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng, bởi vì chúng ta còn có tới 2 nhân chứng nữa, thưa các bạn. Và đầu tiên, tôi xin được mời nhân chứng của bị đơn. Xin mời. Ôi, bạn Phi à. Thưa quý tòa, tôi vô tội. Ai bắt mày làm gì đâu, mày vô tội. Ai bắt bạn mà bạn nó vô tội. Ai làm gì, ở ngoài có ai làm gì bạn không? Khoan, ủa nó nhân chứng hả? Nhưng bận đồ nhìn giống phạm nhân mới được thả ra quá. Bậy bạ, nói xúc phạm ta. Ta làm lau bàn ở quán phở đó, có dắt cái khăn kìa, không thấy hả? Ngộ ha. Đây là thợ sơn. Bây giờ đầu tiên tôi xin mời bạn đến đây. Đây là chỗ của bạn. Bạn cứ đứng đây đi. Bạn mạnh dạn đứng đây đi. Tôi vẫn vô tội. Tôi tin là bạn vô tội, bạn có phải làm gì đâu. Bạn không hề. Mày làm như nó bị có một cái ám ảnh gì á, cứ đưa tới tòa là nó sợ nó bị bắt hay sao.
có tội. Cố lên bạn ơi. Tôi tên là Lê Hoàng Phi. Tôi xin được thề tới với phiên tòa này tôi sẽ không nói gì đi về dối gian, dối gian. Đi về luôn không đi. Không nói gì dối gian. Ừ. Mà sẽ nói sự thật. Anh nghĩ trong quá trình quan sát hoạt động sanh hoạt anh với hai cái con người này, anh thấy anh Đức có một cái biểu hiện gì quá mức tình cảm của một người bạn thân dành cho một người đàn ông hay không? Tôi nghĩ là về cái chuyện giới tính của Đức thì tôi là một người bạn thân, tôi sẽ không bao giờ nói điều sai trái. Ừ. Đức là một người đàn ông. Tôi cảm nhận được khi Đức ôm tôi ngủ. Khi... cái gì vậy? Đức ơi, tôi... có nên tiếp tục hỏi không? Nhưng mà khi mà ba người ở chung với nhau thì nằm ba người thì Phi với Thành lúc nào cũng nằm hai bên và dành cho Đức ở giữa để cho Đức không có bị dành mền. Đức là công chúa hay làm sao nó được làm cục nhân vậy? Không, tại Đức lớn nhất trong nhóm. Già nhất? Không, tại tôi kêu bằng anh Đức chứ không có kêu bằng em Đức cho nên Đức lớn nhất. Trời ơi. Nó từ đầu rồi, cái mối quan hệ này nó từ đầu nó đã như vậy. Anh Đức tưởng tượng nó già hơn. Anh Đức với lại anh La Thành có một cái tình cảm gì đặc biệt hơn mức tình bạn không? Theo anh nghĩ có làm anh ta hoài nghi và lầm tưởng rằng là anh Đức chăm sóc cho anh ta thái quá để rồi anh ta giỡn ngược lại với anh Đức và sau đó bị vu khống là đang làm tấn công tới đời sống cá nhân không? Tôi nghĩ Đức đang bị tâm lý. Đức đang bị tâm lý. Tại vì trước đây mọi người vẫn giỡn vậy, ba đứa vẫn giỡn nhau rất là vui. Anh La Thành có bao giờ làm cho anh bị stress vì những cái giỡn của anh ta không? La Thành luôn mang tới niềm vui cho người khác. Xin lỗi. Đúng là một thằng đàn ông luôn á. Anh bớt hùng người ta lại. Anh bớt hùng người ta lại. Làm gì? Bớt hùng người ta lại. Hai người này luôn luôn là những người kết hợp lại với nhau để chọc tôi. Kính thưa quý tòa, tôi xin nói là ngay tại đây để làm bằng chứng. Chẳng hạn như là một cái lý do một ngày hôm đó tôi bị đi mưa về bị ướt đồ và tôi không còn đồ để thay. Nhưng mà nhà thì có khách, tôi không thể nào ở trần được. Và tôi có thể nói Thành ơi có cách nào giúp không, và Thành đã gọi Phi đến giúp tôi. Bằng cách nào các bạn? Các bạn mời các bạn ra đây bằng cách nào? Đó, rồi, mấy bạn giúp tôi bằng cách nào? Mấy bạn giúp bằng cách nào? Rồi sao nữa? Đây vẫn phải cởi áo. Đúng rồi. Và vẫn khô được áo. Đúng rồi, rồi sao? Đây, tôi... đây. Đầu tiên là sẽ gài cái này vô. Rồi. Và rất khó để đưa Đức lên cái xào phơi đồ. Nó máng. Móc lên. Nó máng lên luôn quý ta. Nó là... máng vô luôn nè. Không làm gì được cho nó. Máng là tiếng nhớ vô quý ta. Anh Đức ơi, mà... cho tôi hỏi anh nhé. Trong cuộc đời anh, đã bao nhiêu lần anh được làm hàng trưng bày cái thứ như anh ai mua mà anh được trưng bày như vậy, anh phơi ra cho bao nhiêu người chiêm ngưỡng, anh đã được hạnh diện lắm. Nhưng mà giờ tôi chỉ hỏi là hai bạn đã phơi bạn đó ở đâu? Ở trên xào đồ. Cái xào phơi đồ. Mà cái xào đồ nó nằm ở đâu? Ngoài ban công. Tại sao các bạn không đem ra ngoài sớm, các bạn treo để bao nhiêu người có thể chiêm ngưỡng được trưng bày anh Đức? Các bạn treo cái chỗ đó không ai nhìn thấy ảnh, anh bức xúc là phải rồi. Không phải chịu. Phải ra ngoài đường xá treo chứ. Sư sư bạn... sư. Bậy quá. Luật sư sư. Đem ra ngoài đường là làm nhục với luật sư. Tất cả đây là những cái sự mà sắp đặt để hại tôi. Trời Hoàng ơi Huy. Hai người đàn ông sắp đặt lại hai một người đàn ông xấu hơn mình. Nếu như đặt vị trí anh là cái người bạn bị Đức kiện, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi sẽ không mạnh như Thành đâu, tôi sẽ chắc là sẽ rất là thất vọng á, giờ sẽ sụp đổ. Ánh mắt của thân chủ tôi đang rất là kiềm chế để có thể được che bởi cái lớp kính mà không trồng kia. Thì tôi hy vọng là quý vị đủ hiểu. Tôi cảm ơn anh. Nó cười kìa quý tòa. Nó đang cười. Nó cười mà quý tòa. Quý tòa thấy không? Anh ta không phân biệt được đâu là khóc, đâu là cười. Không, tôi có thể cảm nhận được. Chỉ có những người bạn thân mới có thể cảm nhận được. Hai tụi nó đang cùng nhau để hại tôi đó quý tòa. Không còn câu hỏi nào hết. Tụi nó đang cười với nhau kìa quý tòa. Cảm ơn Hoàng Vy. Cảm ơn luật sư của bị đơn. Tụi nó chồng tôi đó quý tòa. À, Nguyên đơn, bạn hết sức bình tĩnh bởi vì bạn còn nhân chứng của bạn nữa mà. Bạn yên tâm, bạn còn nhân chứng đúng không? Và Phi à, dạ. Thay mặt tất cả mọi người ở đây rất là cảm ơn bạn và bạn có thể ra về được. Anh Hoàng Phi, anh yên tâm, anh không có tội, anh được phóng thích tại tòa. Có thể gặp Đức. Được. Thôi, gì qua được qua, đừng nói vậy. Hồi nãy mày nói mày lên đây mày binh tao mà. Được khùng quá, Đức, đây là có tòa. Mày ghét nó mà, nó chọc mày. Xin mà. Lỗi Đức, tôi chỉ nói sự thật, tôi không muốn làm gì sai. Mày ở nhà mày nói mày lên đây mày binh tao. Đức ơi, anh đừng có áp lực bạn tôi. Đừng không. Có áp lực nhân chứng của tôi tội nghiệp. Họ ở nhà nó nói nó lên nó binh tôi mà. Bây giờ chúng ta xin mời nhân chứng của Nguyên Đơn. Ô.
Chào em Phương Lan. Dạ em chào chị. Em có biết ai ngồi trên kia đeo mắt kính không? Dạ em biết là anh Thành diễn chung sân khấu với em. Diễn chung sân khấu với em? Dạ đúng. Anh Đức có bao giờ diễn chung với em không? Dạ có ạ. Dạ. Còn em thì em tiếp xúc với anh La Thành hàng đêm, tại diễn chung sân khấu mà đúng không ạ? Dạ đúng. Lâu lâu em mới gặp anh Đức một lần. Dạ đúng ạ. Vậy tại sao phiên tòa mời em tới đây để làm nhân chứng cho anh Đức là em đã nhận lời cho khi mà em hiểu La Thành nhiều hơn anh Đức? Vậy em nhận lời đồng ý làm nhân chứng cho anh Đức là bởi vì em biết có một số câu chuyện và vì anh Đức hay tâm sự với em khi mà bị anh Thành quấy rối về cuộc sống thì em cũng đã thông cảm và em hiểu được cái điều đó. Và thậm chí là bản thân em cũng bị anh Thành, anh cũng hay quấy rối như vậy. Cho nên là em đồng cảm được với cái điều đó. Chính vậy hôm nay em đến đây để làm nhân chứng cho anh Đức. Ví dụ anh Đức đã từng chia sẻ với em về việc gì? Thật ra thì nó cũng nhiều vấn đề, nhưng mà trong một cái vấn đề mà em nhớ nhất đó là bởi vì anh Thành thì ảnh rất là giỏi về cái bóng đá, và ảnh bởi vì ảnh hay xem bóng đá thì ảnh biết rất là nhiều về cầu thủ, và trong khi đó anh Đức thì ảnh lại không có giỏi về cái mảng này. Chính vì vậy nhiều cầu thủ thì anh Đức không biết. Thì vô tình một ngày anh Thành ảnh kể cho anh Đức nghe là một cái tên cầu thủ mà anh Đức không biết. Thì anh Thành kể là cái người này đá rất là hay, với những cái lối đá rất là giỏi. Và bởi vì bạn bè mà kể với nhau thì anh Đức ảnh tin. Anh tin cái điều mà anh kể là sự thật như vậy. Xong rồi anh Đức mới đem cái câu chuyện đó kể với tất cả mọi người là cái người cầu thủ này đá rất là giỏi vậy đó. Thì khi mà kể ra xong thì mọi người mới biết là thật ra không hề có cái người cầu thủ nào như vậy hết. Và mọi người đã cười anh Đức là kiểu như ảnh nói xạo vậy đó. Thì bản thân em ngay lúc đó em nghe thì em lại thấy là tội nghiệp anh Đức, là tại vì quá tin bạn cho nên là bị bạn lợi dụng cái lòng tin để đem cái sự ngây ngô của mình không biết và làm thành một cái trò cười. Tôi chỉ muốn nói với bộ thẩm đoàn là thân chủ của tôi không có đem tên cái người bạn giỡn quá mức đó ra. Luật sư ơi, nhưng luật sư, lúc đó có chỉ thẳng mặt nó luôn á. Nó thằng này nó ghẹo tôi rồi luật sư. Nó thằng này nó ghẹo tôi luật sư. Còn sao nữa? Bởi vậy mới đem ra kể nè, muốn binh tôi. Nãy giờ nói là giống như binh người ta không à. Nó gạt tôi mà. Quý vị biết sao mà anh ấy mang tên Ba Đù không? Đó, câu trả lời đó. Đức ơi Đức. Nói gì cũng tin trơn à. Trời ơi, nãy giờ tôi đang hoàn toàn binh bạn. Tôi nói bạn không có nói xấu bạn La Thành. Mà có, em có nói xấu chứ con. Trời ơi. Em kể lại cho mấy đứa này nghe. Em đi kể cho mấy đứa này nghe, nó La Thành nó gạt em. Các bạn thấy chưa? Tới bây giờ Nguyên Đơn ngồi đây mướn tôi tới để binh vực cho anh ta, mà anh ta còn không hiểu được vấn đề. Cho ta, anh ta là cái con người rất là dễ bị bạn bè đem ra chiêu chọc. Không, anh ta là người mất nhận thức. Bảy bảy bảy. Không, cái vấn đề đây em muốn tố nó là nó đi ghẹo em, nó làm đem em ra làm trò cười cho mọi người. Chứ em phải em nói em là người tốt, em giấu bạn bè. Dạ. Nãy giờ tôi đang hỏi những gì anh muốn đó. Dạ không, nãy giờ. Rồi nó... tự anh khai ra lại luôn. Hỏi kêu bé này nè để tố. Sắp thành công rồi, nhờ anh mới chết nè. Tổn thương sâu sắc. Cảm ơn em. Dạ, xin chào thẩm phán, xin chào bộ thẩm đoàn. Dạ, em chào mọi người. Đầu tiên thì tôi xin mời bên Nguyên Đơn chị biện hộ cho thân chủ của chị đi ạ. Dạ kính thưa quý tòa và bộ thẩm đoàn, thân chủ tôi đệ đơn lên đây để mong là cái người bạn của mình có thể thay đổi, có thể sửa chữa để còn ở với nhau được tiếp tục. Nên hay không, những cái trò giỡn quá đáng đối với thân chủ tôi, nhào tới vồ vập, hung giỡn chơi làm cho thân chủ tôi không có bồ. Cái người, nhiều người ngoài nghề người ta không biết cái đó là giỡn. Cho nên tôi cảm thấy thân chủ của tôi hợp lý khi đem ra đây kiện một cái vụ kiện là đã làm nhiễu loạn cuộc sống của người ta. Chỉ nhiêu đó thôi, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn luật sư bên Nguyên Đơn, xin mời bên bị đơn. Đây là hai người bạn tình nguyện đến với nhau, sinh hoạt chung với nhau. Nếu không thương nhau thì làm sao có những câu chuyện này? Nếu không thương nhau làm sao chung sống được 2 năm? Thân chủ tôi là người hay ghẹo mọi người, tôi không bao giờ chối cãi. Bản chất anh ta là vậy. Và ghẹo để làm gì? Để mọi người vui. Vì vậy, những lúc anh ta làm cho anh này vui, ai cũng vui. Và cách anh ta phản ứng là nhằn nhằn cho qua. Thì thân chủ tôi nghĩ là nó vui,
mình đang làm cho nó tốt hơn. Vì trước đó nó rất là đù, nó rất là cục mịch. Bây giờ làm cho nó vui, nó năng động hơn. Thân chủ tôi vẫn tin điều đó. Nên thân chủ tôi không bao giờ ý thức được rằng là điều đó đang làm phiền tới thân chủ bên đây. Bởi vì anh ta chưa một lần nào nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với thân chủ tôi. Thì tôi không cho đó là hành động đảo lộn cuộc sống. Nên tôi mong quý tòa và bộ thẩm đoàn xử cho thân chủ tôi thắng cuộc. Xin cảm ơn hai luật sư. Và mọi người chúng ta nghỉ trong giây lát để có thể chờ nghe được cái kết quả cuối cùng trong cái phiên xử này. Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều có những chứng cứ lý lẽ bảo vệ cho mình. Vì thế mà rất cần đến sự bình chọn công tâm của bồi thẩm đoàn. Liệu trong vụ kiện giữa anh Đức và La Thành, việc La Thành xen vào tác động thay đổi đời sống của anh Đức là đúng hay sai? Chúng ta hãy cùng chờ xem phán quyết cuối cùng đến từ thẩm phán, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Tôi xin mời hai bạn bước lên đây. Nếu như trong phiên tòa này bạn thua thì bạn có thay đổi cái cách sống của bạn hay không? Nếu như trong phiên tòa tình yêu này Thành là người thua về những gì Đức kiện Thành, thì vì tình bạn, vì những gì Thành nợ ơn tình Đức, thì Thành sẽ thay đổi một xí để vừa đủ với những gì mà bạn mình mong muốn. Kính thưa quý tòa, về cái tính cách cà nhây giỡn giỡn của Thành, đó là một cái tốt. Nhưng ngày hôm nay tôi đưa cái vụ kiện này ra tòa, tôi muốn Thành có thể nhìn nhận sâu hơn một chút xíu về cái tính cách cũng như là những cái bản năng của Thành. Thành thì bắt đầu ra ở riêng ở ngoài sớm hơn tôi rất là nhiều. Tôi từ sau này khi tôi đã ở riêng, tôi mới ở chung với Thành. Và tại sao những điều đó hôm nay tôi muốn nói với Thành, là bởi vì bây giờ Thành đã phải trở về ở với mẹ của Thành rồi. Có một điều sự thật, đó là mẹ của Thành buồn phiền về Thành rất là nhiều. Và trong cái thời gian mà tôi ở với Thành, thì cái người mà mẹ Thành có thể tâm sự nhiều nhất đó chính là tôi. Tôi muốn rằng Thành phải hiểu được những cái tính giỡn cũng như của mình với bạn bè ở ngoài là được, nhưng mà một khi Thành phải hiểu rằng cái người thân duy nhất của Thành bây giờ là mẹ của Thành. Thành phải thay đổi rất là nhiều, cả về cái suy nghĩ, cái tư tưởng và cái mà bản năng đã hình thành trong con người Thành phải thay đổi để đừng làm khổ người mẹ của Thành nữa. Thành thấy sao? Thì rõ ràng ở đây á, Thành thấy một người bạn quá chân thành đối với mình. Tôi cảm nhận là Đức muốn mượn cái phiên tòa này để Thành hiểu Đức muốn cái gì ở Thành, cái sâu xa hơn cái việc mà từ ngữ trong cái đơn kiện này. Tôi nghĩ là Thành hiểu. Từ nãy tới giờ Thành nghĩ Thành đúng, Thành nghĩ Thành giận nhân đúng. Có đúng một điều Đức nói, tại sao Thành không làm cho mình cảm, mẹ của Thành cảm thấy vui vẻ thoải mái? Thì đúng là trong phiên tòa này Đức là người đúng. Cảm ơn Đức rất nhiều. Thật sự ra khi mà chúng tôi đến phiên tòa này, đầu tiên cứ nghĩ là sẽ mang niềm vui, cũng là tố cáo nhau để vui thôi, nhưng mà
cái chung quy tới cái cuối cùng, cái mà tôi không bao giờ ngồi xuống để mà nói chuyện thẳng thắn được với Thành là bởi vì mỗi khi tôi đề cập đến một cái chuyện gì đó nghiêm túc, Thành đều giỡn, Thành đều phá không khí đó ra. Thành không muốn tôi nói đến. Thì ngày hôm nay tôi phải nói thẳng điều đó với Thành. Chỉ mong Thành hiểu điều đó thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép được mở cái kết quả này ra. Tỷ số bây giờ là 5-1. Mừng ngày sinh nhật của ba. Mừng ngày sinh nhật ba yêu. Wow! Là nhà của mình á. Mừng gia đình thương công của nhà mới. Đó là một hành động nhẫn tâm. Chỉ vì sự ích kỷ của con á, mà em con nó khổ đủ đường á. Tôi ghét gì? Tôi hối hận gì tôi lấy anh? Lời em vừa nói có giống một người vợ không? Cậu buông tha cho nó đi. Em lúc nào cũng muốn tốt hơn chị. Con sẽ giúp vợ con tránh xa mẹ và con Hân ra. Chị phải làm sao cho mẹ bớt ghét chị đây? Con muốn ba mẹ. Ba mẹ ơi. Đừng xóa đi hết từng ngày mưa nắng đưa đón nói cười, rồi cất vào thương nhớ để mong mình bên nhau mãi. Gia đình là duy nhất. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của Gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần, từ ngày 7 tháng 5 trên kênh HTV2. Và số 5 nghiêng về La Thành, số 1 là anh Đức. Tôi rất tiếc là bởi vì bồi thẩm đoàn đã không nghe được những cái điều mà anh Đức nói. Ngay cả tôi cũng vậy. Thành ra là nếu trước thì đây là tỷ số đúng, nhưng cho đến thời điểm này thì tôi thấy rằng cái tỷ số này, Thành ơi, Thành thấy cái tỷ số này như thế nào? Em có thấy cái chiến thắng của mình là đúng không? Dạ em không xứng đáng. Tại sao? Đây là phiên tòa tình yêu. Bản thân em, em sống có vẻ vô tình nhiều quá. Em cứ nghĩ là cách sống em đúng nhưng mà sai. Và em xin nhường lại chiến thắng này cho Đức. Đức mới là người thực sự chiến thắng. Thành là một diễn viên rất là linh hoạt. Mỗi khi mà Thành xuất hiện ở đâu đều có những cái năng lượng có thể gây cười, chọc phá tất cả mọi người. Và khi mà cái khoảng thời gian Đức ở chung với La Thành, Đức được La Thành truyền cho mình những cái năng lượng tích cực rất là nhiều. Cảm thấy mình phải song sáo hơn, mình năng động hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cái phần thắng thuộc về La Thành đều là đúng hết. Tất cả những gì anh ta làm cũng chỉ là để mang đến niềm vui cho mọi người. Cái anh ta muốn mang đến là tiếng cười cho mọi người. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là phiên tòa này hôm nay La Thành thắng là đúng. Bởi vì La Thành không làm đảo lộn cuộc sống của anh Đức. Nhưng cái anh Đức thắng được ở đây là thắng được cái nhân tâm, thắng được một sự thức tỉnh từ một người bạn. Tôi nghĩ là anh Đức thắng được một tiếng nói nghiêm túc lần đầu tiên được nói với bạn mình là: bạn ơi, bạn phải thay đổi. Tôi nghĩ cái chiến thắng nó quan trọng hơn rất nhiều. Và tôi tin chắc là La Thành sau cái phiên tòa này cũng sẽ nhận ra vấn đề và thay đổi. Nếu anh ta thay đổi thì hôm nay anh ta thắng trọn vẹn. Vô tình thôi, đây là một cái phiên tòa tình yêu. Thì khi mà nghe La Thành với anh Đức thì em rất là vui. Tại có một cái điều rất là thú vị là Trấn Thành học chung với lại A Xìn, học chung với A Tắc. Đức tên là A Tắc lúc nhỏ, chung từ hồi tiểu học. Từ hồi sao? Không,
Thành học chung với anh Đức từ hồi cấp 2. Cấp 2. Còn học chung với La Thành từ lớp 1 luôn. Từ lớp 1. Cảm ơn chương trình Phiên Trò Tình Yêu đã đem lại đúng ba cái tình yêu cho ba cái người bạn này từng thời kỳ học với nhau, rồi cùng làm một cái nghề và họ cùng giỏi, cùng nổi. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Thực ra đó là cái điều đặc biệt của cái phiên tòa tình yêu, lúc nào cũng vậy. Cái lắng động cuối cùng sẽ là những lúc mà thật nhất và những lúc mình chợt nhận ra nhau. Tôi rất cảm ơn anh Đức. Bạn là một người bạn quá tuyệt vời. Giá mà cuộc đời tôi trong showbiz có được một người bạn như bạn. Thưa bồi thẩm đoàn, thưa tất cả quý vị, thưa hai luật sư và nguyên đơn, biện đơn, bây giờ chúng ta phải tạm xa nhau. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phiên tòa tình yêu lần sau. Và chắc chắn càng ngày chúng ta sẽ càng có những câu chuyện rất là lý thú, rất là bổ ích và rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ tìm lại bản thân chúng ta, cũng như tìm lại được những người bạn, những người thân của chúng ta qua phiên tòa tình yêu. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Em quyết định hôm nay em kiện nó, không cho nó yêu nữa, không cho nó yêu nữa. Hãy cứ buông khi em cảm thấy mệt mỏi, và hãy quay về khi em cảm thấy người đã cần em. Em có buông bạn em không? Nếu bạn 70-30, bạn đừng dấn thân vô cái nghề này. Hà đang bị sốc về cái tin đó và đang khóc. Hà lúc nào cũng phải cố gắng giúp ánh, nhưng mà ánh không có nghe. Hà nói mà khóc luôn á. Nó vừa khóc, nó vừa cào. Nó cào cái chỗ đó chưa đẻ, nó qua nó cào tới cái kiến luôn chị. Tại sao cô nói cô là có một cái nụ cười khẩy? Nụ cười đó bán đứng cô nhiều lắm đó. Tình cảm em đối với anh Trấn Thành. Luật sư Thành, cái chuyện mà phụ nữ say nắng bạn nhiều quá mà. Em thấy nam diễn viên không an toàn. Quy chụp. Em không yêu điên cuồng, không yêu mù quáng, em dùng từ quá. Trong 4 năm nay em luôn chấp nhận, em cố gắng làm điều đó. Nhưng mà cái chuyện em chưa làm được đó là em không thể ngừng yêu.